Với những giải pháp cụ thể trọng tâm để thực hiện hiệu quả công tác tư pháp đã được đề ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do Sở Tư pháp tổ chức sáng nay. Dự hội nghị có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Năm 2021, ngành tư pháp tỉnh đã luôn chủ động thống nhất quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác, qua đó góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội địa phương, nổi bật là đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 5 văn bản chỉ đạo điều hành, quản lý về văn bản quy phạm pháp luật, tham gia ý kiến vào 180 dự thảo văn bản theo yêu cầu của các bộ ngành trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn trình tự thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan chuyên môn tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc ban hành văn bản đúng quy trình, thẩm quyền, nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, thiết thực, có trọng tâm trọng điểm. Ngành đã chủ trì và phối hợp với ngành liên quan tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề về bầu cử cho gần 3.000 đại biểu. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử ngày càng được chú trọng. Năm 2022, ngành tư pháp tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, giả soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, triển khai đề án phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, đổi mới hình thức phổ biến, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác và một số nhiệm vụ quan trọng khác phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần song tùng ghi nhận đánh giá cao kết quả của ngành tư pháp đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị trong thời gian tới ngành chủ động sáng tạo trong tham mưu hoạt động tư pháp cho ủy ban nhân dân tỉnh các hoạt động cần tập trung hướng về cơ sở nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác tư pháp qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh chú trọng thực hiện hiệu quả việc ra soát kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động, bổ trợ tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm gắn với thực hành chống lãng phí tiêu cực. Mỗi cán bộ đảng viên trong ngành cần nâng cao việc tự học, trao dồi kiến thức, phục vụ bản thân và công tác, tiếp tục đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác chuyên môn, Tại hội nghị, Phòng Phổ biến Giáo dục Pháp luật Sở Tư pháp đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp tặng cờ thi đua bằng khen danh hiệu chiến sĩ thi đua tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác năm 2021.